Vừa biến qua đấy không? Flash. Biến sao rồi? Qua chỗ này cơ rồi. Xấu quá đẹp. Còn một rồi. Đây, thấy. Đâu? À, bay cơ. Bay hay lắm. Thật cuối bay này. Nào xuống đi để tôi còn bắn. Có ha. Ai chở mình bắn cái thằng đấy kìa nó. Ủa. Một ngày mới nhóc này. Bây giờ. Ai giờ MVP luôn kìa. Ai giờ. Ai MVP. Hà MVP à? Ôi trời ơi. Căng quá chuẩn à. Rồi. Căng quá à. Căng quá chứ. Căng chứ. Căng như dây đàn. Nào, tiếp hơn quay căng ra đây. Căng như dây đàn. Tiếp nào, sẵn sàng đi. Rồi, đi chơ. Bắp này, bắp là thích bắn bắp là thì bắn. Thì bắn. Bên này cập nhật sự kiện mới à. Ừ, tăng sự kiện lâu rồi mà. Mọi người giúp em một like nhá. Hello mọi người. Trời mấy nhóc này. Thằng bé vừa mới tốc biến xong. Vừa mới dịch chuyển thì lại chết. Rồi đúng mồm hà nhỉ. Đi chinh rủ y chí trang bị trạng thái. Nhầm cửa. Gia yếu thợ trọng binh. Lên trên đường không lên lại đi xuống địa ngục. Nhầm cửa. Bắt đầu vui vui nhỉ. Hai cái con này là cái con lái ô tô đấy hả? Cái con trồng cái con mà bím mà hạt buộc hai bím mấy này. Đây. Con tóc vàng này. Ừ đúng rồi đấy, nó. Hiểu phi được cưng cao. À số 1 nó chọn y tá kìa hả? Ngọn đấy. Biển hồ hải tổng năng rắn. Ok. À chỉ con bay thôi, bay cho tôi sướng ơi. Hai đứa này một đôi à? Một đôi. Một cặp song sát. Thử bắn tiếng Nhật xem họ biết không. 各位特种兵请准备。哎呀，上颚不乱啊！Bam được quá nhỉ? Sang ướp kìa. Ủa cái tên này nhìn quen như kiểu là gặp ở khu sự kiện kia rồi. Ủa Hà ơi. Con ơi. Gọi nhảy đi. Để nó nhảy à. Gọi nhảy đi. Đang đi thì chạy. Rồi hồi gao của ơi. Mệt quá. Chấm để vào chấm một nhảy cho. Đấy, chấm vào đấy, khui đấy. Chấm, có chấm đâu, thằng kia chấm à. Hay tí ra là một vài trận liên minh nhỉ? Liên minh là cái gì? Đúng rồi, vợ nghỉ chồng đánh liên minh. Với Hà Bin lại chưa à? Em không. Hay tí ra làm vài trận liên minh ta. Lắm rồi, quạch đấy. Liên minh là cái gì? Nó chặn vợ nghỉ trước đi nhá. Ui đau quá rồi. Cật đầu vân các kiểu toàn dân chơi thôi. Nhảy ra khu sau ấy, khu đầu này đông lắm này. Khu sau kịch kim kìa. Nút đồ xong rồi bắn nhau kiểu gì cũng được. MT Nhật gửi tặng 145 sao. Hai thằng đấy.